Ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền do Lê Thái Thiện, còn gọi là Thiện Soi, sinh năm 1965, trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, và Lê Thái Phong, con trai Thiện, sinh năm 1992 thực hiện. Theo điều tra, từ năm 2018, cha con Thiện đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao với mức từ 3.000 đồng đến 4.500 đồng một triệu một ngày. Từ năm 2018 đến năm 2020, cha con Lê Thái Thiện đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109% một năm đến 146% một năm và đã thu về gần 123 tỷ đồng tiền lãi. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng là gần 99 tỷ đồng. Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ. Ngoài việc cùng cha cho vay lãi nặng, từ năm 2017 đến năm 2020, Phong còn cho 23 cá nhân vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 495 triệu đồng. Cha con Thiện và Phong được nhiều người biết đến khi ở trong hai ngôi biệt thự giác vàng Thiện Soi, nằm ở mặt tiền quốc lộ 51 thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông Trần Bá Trung, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tối ngày 25 tháng 7, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến một người chết, một người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, còn 14 người khác đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 7, xe khách 47F00088 lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua địa phận xã Hương Phú, huyện Nam Đông, xe khách bất ngờ gặp tai nạn lật nghiêng vào vách núi. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này trời mưa rất to, trên xe có nhiều hành khách. Nhiều người đập kính thoát ra ngoài, một số bị thương và một người bị mắc kẹt trên xe. Ngày 25 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Mai Văn Mơ, 25 tuổi, quê Cần Thơ, để điều tra về hành vi giết người. Thông tin ban đầu, Mai Văn Mơ và Trương Phước Giả, 21 tuổi, quê Đồng Tháp, có mâu thuẫn từ trước. Sợ bị Mơ đánh nên chiều ngày 23 tháng 7, Giả nhờ anh ruột Trương Hoàng Vũ, 29 tuổi, quê Đồng Tháp và anh rể là Nguyễn Văn Trí, 30 tuổi, quê Đồng Tháp, tới công ty tại phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên, đón về sau giờ tan ca. Tại đây, ba người gặp Mơ nói chuyện. Được một lúc thì phát sinh mâu thuẫn nên hai bên xô xát. Bị đánh, Mơ đã rút dao thủ sẵn trong người đâm Vũ, khiến anh này tử vong tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1976, ngụ địa phương, để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ ban đầu, trong lúc đi bộ lang thang một mình tại khu vực chợ Long Biên, Cường nhặt được một chiếc chìa khóa xe máy. Khi đến trước số 31 Phan Chu Trinh, đối tượng thấy một chiếc xe máy để trên vỉa hè. Không người trông giữ nên đã dùng chiếc chìa khóa vừa nhặt được cắm vào ổ khóa của chiếc xe khởi động. Lúc này, Cường bị người dân phát hiện nên đành bỏ xe tẩu thoát. Chạy được một đoạn, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, đối tượng từng có 8 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc. Rạng sáng ngày 25 tháng 7, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện chiếc xe ô tô đang chở 100 bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 25 tháng 7, tại đường Nguyễn Du, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 29H73379 do lái xe Nguyễn Văn Công, sinh năm 1993, trú tại xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định điều khiển, có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện trên xe có 100 bình khí cười. Tại thời điểm kiểm tra, Công không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Tại trụ sở công an, Công khai trước đó đã nhận chở thuê 100 bình khí cười trên từ Hà Nội về giao cho khách ở thành phố Phủ Lý. Ngày 26 tháng 7, Bệnh viện Hùng Vương cho biết,
Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 sẽ tổ chức khám miễn phí hoàn toàn cho 259 trẻ em chào đời và từng được chăm sóc tại trung tâm hớp. Thời gian khám từ 13 giờ đến 16 giờ. Từng bé sẽ được các bác sĩ chuyên khoa nhi khám về sức khỏe thể chất và tinh thần. Nếu phát hiện bệnh lý, các bé sẽ được hưởng các chế độ điều trị chuyên sâu tiếp theo. Riêng những trường hợp mồ côi, bệnh viện cũng sẽ lập danh sách để có hướng hỗ trợ. Ngoài ra, mỗi bé sẽ được nhận một phần quà từ các nhà hảo tâm ngay sau khi khám. Việc khám không bao gồm tiêm vaccine. Song song với việc nhận điện thoại từ bệnh viện liên quan đến đợt thăm khám, phụ huynh từng có con được chăm sóc tại trung tâm hớp có thể chủ động đưa con đến bệnh viện theo khung giờ thông báo. Khi đi cần mang theo những giấy tờ liên quan đến thông tin của trẻ và phụ huynh. Trước đó, trung tâm hớp, địa chỉ số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, do bệnh viện Hùng Vương thành lập với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị mắc COVID-19 trong giai đoạn chưa có gia đình đón về. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện vẫn còn một số khó khăn trong việc thí điểm ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tài khoản VNEID, đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay. Kết quả sơ bộ thí điểm cho thấy tỷ lệ trung bình hành khách sử dụng tài khoản VNEID để đi máy bay là 0,64%. Thời gian kiểm tra tài khoản VNEID trực quan bằng mắt trung bình là 20 giây. Trong khi nếu hành khách sử dụng giấy tờ đi máy bay thông thường qua việc kiểm tra trực quan bằng mắt, trung bình hết 6 giây. Trường hợp cần kiểm tra tính thật giả của tài khoản VNEID, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không phải dùng tài khoản của mình để quét mã QR tài khoản VNEID của hành khách. Lúc này thời gian kiểm tra trung bình là 24 giây. Bên cạnh đó, quá trình thí điểm đã bộc lộ một số bất cập, như phải sử dụng tài sản cá nhân của nhân viên hàng không để thực hiện kiểm tra VNEID tại một số cảng hàng không. Nhất là vùng núi hải đảo, đường truyền sóng điện thoại Internet không ổn định, dẫn đến thời gian kiểm tra bị kéo dài hơn bình thường, thậm chí có lúc không thể mở được tài khoản VNEID. Việc hành khách sử dụng tài khoản VNEID đi máy bay và mã check-in online trên cùng một thiết bị cũng gây khó khăn trong việc kiểm tra, đối chiếu thông tin trên vé và thông tin trên giấy tờ tùy thân của hành khách. Một số khó khăn nữa là ngày hết hạn của căn cước công dân hiện trên phần mềm VNEID cỡ chữ nhỏ, khó nhìn, đặc biệt đối với những điện thoại có kích thước màn hình nhỏ. Đối với hành khách là người già, việc thao tác trên điện thoại khó khăn.